Trong không khí trước thềm Giáng sinh là một trong những địa điểm nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm. Nhà thờ lớn Hà Nội được trang hoàng bởi những ánh đèn lung linh sắc màu. Nhiều bạn trẻ bất chấp giá lạnh tới đây để được check-in giữa khung cảnh lãng mạn mùa Noel. Cách lễ Giáng sinh vài ngày, nhà thờ lớn là nhà thờ được biết đến nhiều nhất, còn gọi là chính tòa, được trang hoàng bởi những ánh đèn lung linh sắc màu, trở thành một điểm đến check-in không thể bỏ qua của nhiều bạn trẻ Hà Thành. Từng chi tiết nhỏ trước khu vực nhà thờ lớn Hà Nội đều được trang trí rực rỡ, tạo nên một bầu không khí Noel đầy ấm áp. Tiểu cảnh hang đá, nơi Chúa Giêsu sinh ra, được đặt ở vị trí trang trọng trước nhà thờ lớn Hà Nội, khiến mọi người ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nổi bật cây thông Noel cao 15m, kết hợp với ánh đèn của nhà thờ lớn, tạo nên một khung cảnh ấn tượng như Giáng sinh đã đến thật gần. Bất chấp cái lạnh của Hà Nội vào ban đêm, không ít bạn nữ sẵn sàng đứng chụp ảnh hàng giờ đồng hồ để có được cho mình những bức hình ưng ý. Ngày lễ Giáng sinh 2023 sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Theo dự báo, thời tiết trong dịp Giáng sinh năm nay sẽ chủ yếu là rét sâu, ngày nắng ráo, phù hợp với các hoạt động vui chơi của người dân.